Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh học toán online Lê Đô. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình của môn toán lớp 6 sách cánh diều. Và bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 6 sách cánh diều. Chương 2, bài 2, tập hợp các số nguyên. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video của chương trình môn toán lớp 6 sách cánh diều được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi đầu tiên là chúng ta vào phần 1 la mã tập hợp Z các số nguyên. Trước hết là các em vào phần hoạt động 1. Bản tin dự báo thời tiết dưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất ở thành phố New York trong các ngày từ ngày 6 tháng 1 năm 2020 thứ hai đến ngày 12 tháng 1 năm 2020 chủ nhật. Rồi thứ hai, nhiệt độ là 0 độ C. Thứ ba, nhiệt độ là 2 độ C. Thứ tư, nhiệt độ là âm 2 độ C. Thứ năm, nhiệt độ là âm 5 độ C. Thứ sáu, nhiệt độ là 1 độ C. Thứ bảy, nhiệt độ là 11 độ C. Chủ nhật, nhiệt độ là 6 độ C. Câu E, viết tập hợp các số chỉ nhiệt độ trong bản tin dự báo thời tiết ở trên. Ở đây các em lưu ý là viết tập hợp các số chỉ nhiệt độ nha. Các số chỉ nhiệt độ. Ví dụ ở đây 0 độ C thì số chỉ nhiệt độ đây là số 0. Các em không được viết là cả 0 độ C vào. Mà ở đây chúng ta chỉ viết tập hợp các số chỉ nhiệt độ thôi. 2 độ C thì số chỉ nhiệt độ là 2. Âm 2 độ C thì số chỉ nhiệt độ là âm 2. Âm 5 độ C thì số chỉ nhiệt độ là âm 5. Rồi bây giờ các em viết tập hợp các số chỉ nhiệt độ trong bản tin dự báo thời tiết ở trên. Để viết một tập hợp thì trước hết là các em phải đặt tên cho tập hợp. Các em đặt tên cho tập hợp, các em viết bằng chữ cái in hoa. Các em đặt tùy ý. Nếu người ta không chỉ rõ tập hợp đó tên là gì thì các em có thể đặt tên tập hợp. Ví dụ đặt tên tập hợp là A. Tên tập hợp là A, các em viết bằng chữ cái in hoa. Sau đó các em viết dấu bằng. Tiếp theo là các em viết dấu mở ngoặc nhọn. Và bên trong dấu mở ngoặc nhọn, các em sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp ra. Các em nhớ mỗi phần tử được cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Và mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần. Và liệt kê theo thứ tự tùy ý. Rồi ở đây, các số chỉ nhiệt độ trong bản tin. 0 độ C thì số chỉ nhiệt độ là số 0. 2 độ C, số chỉ nhiệt độ là số 2. Âm 2 độ C, số chỉ nhiệt độ là số âm 2. Âm 5 độ C, số chỉ nhiệt độ là số âm 5. 1 độ C, số chỉ nhiệt độ là số 1. 11 độ C, số chỉ nhiệt độ là số 11. 6 độ C, số chỉ nhiệt độ là số 6. Sau khi liệt kê đầy đủ xong thì các em sẽ đóng dấu ngoặc nhọn lại. Như vậy là chúng ta hoàn thành câu E. B. Tập hợp đó gồm các loại số nào? Ở đây các em nhận thấy các số âm 2, âm 5 thì các em đã học rồi. Số tự nhiên mà số tự nhiên khác không mà có dấu trừ ở đằng trước thì đó chính là số nguyên âm. Được chưa? Số nguyên âm. Như vậy là tập hợp đó gồm số nguyên âm. Và còn gồm loại số nào nữa thì chúng ta tiếp tục phân tích. Ở đây chúng ta có 0, 2, 1, 11 và 6. Thì những số này chúng ta đã học và quen gọi những số này là những số tự nhiên, đúng không? Những số tự nhiên. Rồi như vậy là các em có thể trả lời
Tập hợp đó gồm các số nguyên âm. Âm 2, âm 5 là các số nguyên âm. Và các số tự nhiên. 0, 2, 1, 11, 6 là các số tự nhiên. Tiếp theo, chúng ta sang phần kiến thức trọng tâm. Ở đây các em ghi nhớ số tự nhiên khác không. Số tự nhiên khác không còn được gọi là số nguyên dương. Thì ở bài trước là chúng ta đã học số nguyên âm rồi. Thì bài hôm nay chúng ta học thêm một khái niệm nữa là khái niệm số nguyên dương. Số nguyên dương chính là những số tự nhiên khác không. Ví dụ số 1, số 2, số 3, số 100, số 1000. Thì đó chính là những số tự nhiên khác không và còn được gọi là số nguyên dương. Số nguyên âm có dấu là dấu trừ. Số nguyên dương có dấu là dấu cộng. Và thường số nguyên dương thì người ta sẽ không viết dấu, nhưng các em hiểu ngầm dấu của nó là dấu cộng. Rồi bây giờ các em học thêm một khái niệm nữa. Các số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương thì tạo thành tập hợp các số nguyên. Các số nguyên nói chung bao gồm số nguyên âm này, số nguyên dương này và số 0. Thì tập hợp các số nguyên được ký hiệu là Z viết in. Các em nhớ, em chú ý nha. Rồi, chú ý. Như vậy là số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương. Các số nguyên dương như là số 1, số 2, số 3, vân vân đều mang dấu cộng. Rồi các em lưu ý, dấu của số nguyên âm là dấu trừ, dấu của số nguyên dương là dấu cộng, nên còn được viết là cộng 1, cộng 2, cộng 3, vân vân. Nhưng thường thì số nguyên dương khi viết người ta không viết dấu, người ta chỉ viết là 1, 2, 3 thôi. Và các em hiểu ngầm dấu của những số nguyên dương là dấu cộng. Rồi như vậy trong phần này các em chỉ cần ghi nhớ cho thầy giáo, số nguyên âm thì có dấu trừ. Ví dụ như là âm 9, âm 100 là các số nguyên âm, thì dấu của các số này là dấu trừ. Còn số nguyên dương thì có dấu cộng. Ví dụ như là cộng 9, cộng 21, cộng 100 là các số nguyên dương. Thường các số nguyên dương thì người ta không viết dấu ở đằng trước. Số nguyên dương thường không viết dấu. Nhưng các em hiểu ngầm dấu của những số này là dấu cộng. Được chưa? Và tất nhiên là chúng ta vẫn có thể viết là cộng 9, cộng 21 và cộng 100 đều được. Rồi như vậy là tập hợp các số nguyên thì ký hiệu là Z. Các số nguyên thì gồm số nguyên âm, số nguyên dương và số 0. Các em lưu ý số 0 không phải là số nguyên âm, cũng không phải là số nguyên dương. Rồi ở đây các em bấm tạm dừng video và các em trả lời câu hỏi bổ sung của thầy giáo nha. Trong các số sau, số nào là số nguyên âm, số nào là số nguyên dương? Rồi các em quan sát những số sau. Các em có thể bấm tạm dừng video và các em comment ở bên dưới video cho thầy giáo biết nha. Rồi bây giờ các em vào phần ví dụ 1. Số nào là số nguyên? Số nào không là số nguyên trong các số sau? Rồi các em dựa vào khái niệm của số nguyên. Thì số nguyên các em chỉ cần ghi nhớ là nó gồm số nguyên âm này, số nguyên dương và số 0. Được chưa? Rồi từ đó là các em trả lời các số mà bài toán cho. Số nào là số nguyên, số nào không phải là số nguyên. Rồi âm 6 có phải là số nguyên không? Âm 6 là số nguyên âm. Như vậy âm 6 là số nguyên. 0 thì không phải là số nguyên âm, cũng không phải là số nguyên dương. Nhưng 0 thuộc tập hợp số nguyên. Được chưa? Còn 1 phần 2 là phân số. 1 phần 2
thì nó bằng 0,5. 0,5 là số thập phân, nó không phải là số nguyên. 8 là số nguyên dương. Như vậy 8 là số nguyên. 0,86 là số thập phân, nó không phải là số nguyên. Vậy chúng ta trả lời, trong các số thì các số nguyên là âm 6, 0, 8. Các số còn lại là 1/2, 0,86 thì không là số nguyên. Rồi tiếp theo, chúng ta sang ví dụ 2. Xác định tính đúng sai của mỗi phát biểu sau. Câu E, mỗi số tự nhiên đều là số nguyên đúng hay sai? Rồi các em biết là số nguyên gồm số nguyên âm, số nguyên dương và số 0. Ở đây các em lưu ý này. Tập hợp Z các số nguyên thì nó gồm số nguyên âm này, số nguyên dương này và số 0. Ở đây số tự nhiên thì nó gồm số 0 và số nguyên dương. Như vậy mỗi số tự nhiên đều là số nguyên là đúng. Rồi tiếp theo là các em sang câu B, mỗi số tự nhiên đều là số nguyên dương đúng hay sai? Rồi các em biết là số tự nhiên thì nó bắt đầu từ 0 trở đi. 0 1 2 3 4 5 vân vân. Như vậy là số tự nhiên thì nó gồm số 0 và số nguyên dương. Nhưng số 0 thì không phải là số nguyên dương, cũng không phải là số nguyên âm. Như vậy nói mỗi số tự nhiên đều là số nguyên dương là sai. Đúng không? Mỗi số tự nhiên đều là số nguyên dương là sai. Bởi vì số tự nhiên thì nó bao gồm cả số 0. Nhưng số 0 thì không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương. Như vậy câu B là sai. Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 1. Chọn ký hiệu thuộc hay là không thuộc thích hợp để thay cho dấu hỏi chấm. Câu E, âm 16 có thuộc Z hay không? Z ở đây chính là tập hợp các số nguyên. Mà tập hợp các số nguyên thì bao gồm số nguyên âm này, số nguyên dương này và số 0. Âm 16 là số nguyên âm, như vậy âm 16 thuộc Z. Rồi B, âm 20 có thuộc N hay không? N là tập hợp các số tự nhiên. Mà tập hợp các số tự nhiên thì từ 0 trở đi. Các em có thể hiểu là tập hợp các số tự nhiên bao gồm số 0 và các số nguyên dương. Ở đây âm 20 là số nguyên âm. Như vậy âm 20 không thuộc N. Đúng không? N là từ 0 trở đi cơ. Âm 20 không thuộc N. Tiếp theo em sang phần 2 la mã. Biểu diễn số nguyên trên trục số. Ta có thể biểu diễn số nguyên trên trục số có hai loại trục số như sau. A là trục số nằm ngang và B là trục số thẳng đứng. Trước hết là các em quan sát hình 1, trục số nằm ngang. Trục số nằm ngang có chiều dương hướng từ trái sang phải. Chiều dương hướng từ trái sang phải được đánh dấu bằng mũi tên. Các em quan sát mũi tên hướng từ trái sang phải. Điểm gốc của trục số là điểm 0, biểu diễn số 0. Đơn vị đo độ dài trên trục số là độ dài đoạn thẳng nối điểm 0 với điểm 1. Thì độ dài đoạn thẳng nối điểm 0 với điểm 1 thì chúng ta gọi là một đơn vị độ dài trên trục số. Được chưa? Biểu diễn số 1 và nằm bên phải số 0. Biểu diễn số 1 và nằm bên phải số 0. Thì đây chính là đơn vị đo độ dài trên trục số. Tiếp theo các em quan sát hình B, trục số thẳng đứng
như là hình 2 thì có chiều dương hướng từ dưới lên. Trục số nằm ngang thì có chiều dương hướng từ bên trái sang bên phải. Còn trục số thẳng đứng thì có chiều dương hướng từ bên dưới lên phía trên, được đánh dấu bằng mũi tên. Các em quan sát mũi tên. Điểm gốc của trục số cũng là điểm 0 và biểu diễn số 0. Đơn vị đo độ dài trên trục số là độ dài đoạn thẳng nối điểm 0 với điểm 1 biểu diễn số 1 và nằm phía trên điểm 0. Thì đoạn thẳng này là độ dài một đơn vị của trục số. Rồi tiếp theo em sang phần hoạt động 2. Câu A. Quan sát những điểm biểu diễn các số nguyên âm 5, âm 4, âm 2, 3, 5 trên trục số nằm ngang ở hình 3. Rồi nêu nhận xét vị trí của những điểm đó so với điểm gốc 0. Rồi trước hết là các em quan sát điểm biểu diễn số nguyên âm 5. Ta nhận thấy điểm biểu diễn số nguyên âm 5 nằm ở bên trái điểm gốc 0 và cách điểm gốc 0 một khoảng, hai khoảng, ba khoảng, bốn khoảng, năm khoảng. Tiếp theo là điểm biểu diễn số nguyên âm 4 cũng nằm ở bên trái điểm gốc 0 và cách điểm gốc 0 một khoảng, hai khoảng, ba khoảng, bốn khoảng. Tiếp tục là điểm biểu diễn số nguyên âm 2 nằm ở bên trái điểm gốc 0 và cách điểm gốc 0 một khoảng, hai khoảng. Như vậy, điểm biểu diễn các số nguyên âm thì nằm ở bên trái điểm gốc 0. Âm 5 thì cách điểm gốc 0 là 5 khoảng. Âm 4 thì cách điểm gốc 0 là 4 khoảng. Âm 2 thì cách điểm gốc 0 là 2 khoảng. Rồi như vậy, các em trả lời là điểm biểu diễn các số nguyên âm 5, âm 4, âm 2 nằm ở bên trái điểm gốc 0, lần lượt cách điểm gốc 0 là 5 khoảng, 4 khoảng, 2 khoảng. Âm 5 thì cách 5 khoảng, âm 4 thì cách 4 khoảng và âm 2 thì cách là 2 khoảng. Rồi tiếp theo, các em quan sát điểm biểu diễn các số nguyên dương. Điểm biểu diễn các số nguyên âm thì nằm ở bên trái điểm gốc 0, còn điểm biểu diễn các số nguyên dương thì nằm ở bên phải điểm gốc 0. Cụ thể là điểm biểu diễn số nguyên dương 3 thì nằm ở bên phải điểm gốc 0 và cách điểm gốc 0 là 1 khoảng, 2 khoảng và 3 khoảng. Điểm biểu diễn số nguyên dương 5 nằm ở bên phải điểm gốc 0 và cách điểm gốc 0 là 1 khoảng, 2 khoảng, 3 khoảng, 4 khoảng và 5 khoảng. Như vậy, các em trả lời là điểm biểu diễn các số nguyên 3, 5 nằm ở bên phải điểm gốc 0 và lần lượt cách điểm gốc 0 là 3 khoảng, 5 khoảng. Số nguyên 3 thì cách 3 khoảng, còn số nguyên 5 thì cách 5 khoảng. Rồi đây các em chỉ cần ghi nhớ cho thầy giáo là điểm biểu diễn các số nguyên âm thì nó nằm ở bên trái điểm gốc 0, còn điểm biểu diễn các số nguyên dương nó nằm ở bên phải điểm gốc 0. Và từ đó chúng ta có thể suy ra là những số nguyên âm thì bé hơn 0 và những số nguyên dương thì lớn hơn 0. Được chưa? Tiếp theo em sang câu B. Nêu số đo nhiệt độ được chỉ trong mỗi nhiệt kế và biểu diễn các số đó trên trục số thẳng đứng ở hình 4. Các em quan sát hình 4. Chúng ta có trục số thẳng đứng. Rồi các em biết là đối với trục số thẳng đứng thì những điểm biểu diễn ở trên điểm 0 là những số nguyên dương
và những điểm biểu diễn ở dưới điểm 0 là các số nguyên âm. Được chưa? Rồi trước hết là chúng ta có số đo nhiệt kế chỉ ở 3 hình lần lượt là hình 1, các em quan sát độ cao của cột thủy ngân chỉ ở vạch âm 1, tức là âm 1 độ C. Và bây giờ các em biểu diễn âm 1 này trên trục số hình 4. Âm 1 là số nguyên âm. Như vậy điểm biểu diễn của nó sẽ nằm ở dưới điểm 0. Và cách điểm 0 là một khoảng. Một khoảng. Như vậy âm 1 ở chỗ này. Tiếp theo là số đo nhiệt kế chỉ ở hình thứ 2 là âm 2 độ C. Âm 2 độ C. Bây giờ các em biểu diễn số âm 2 trên trục số. Âm 2 là số nguyên âm. Như vậy điểm biểu diễn của nó nằm ở dưới điểm 0 và cách điểm 0 là 2 khoảng. 1 khoảng, 2 khoảng. Như vậy nó nằm ở đây. Nhiệt kế 3 chỉ 3 độ C. Bây giờ các em sẽ biểu diễn số 3 này trên trục số. 3 là số nguyên dương. Như vậy điểm biểu diễn của nó sẽ nằm ở trên điểm 0 và cách điểm 0 là 3 khoảng. 1 khoảng, 2 khoảng, 3 khoảng. Như vậy nó nằm ở đây. Như vậy trên trục số nằm ngang, điểm biểu diễn số nguyên âm nằm bên trái điểm 0. Điểm biểu diễn số nguyên dương nằm bên phải điểm 0. Các em nhớ là số nguyên âm thì nằm bên trái điểm 0, còn số nguyên dương thì nằm bên phải điểm 0. Số nguyên âm thì bé hơn 0 và số nguyên dương thì lớn hơn 0. Rồi đối với trên trục số thẳng đứng thì điểm biểu diễn số nguyên âm nằm phía dưới điểm 0, còn điểm biểu diễn số nguyên dương nằm phía trên điểm 0. Được chưa? Tiếp theo là các em sang ví dụ 3. Các em quan sát trên trục số hình 5. Điểm A biểu diễn số âm 2. Các em quan sát điểm A biểu diễn số âm 2. Điểm B biểu diễn số 3. Rồi điểm B đây, biểu diễn số 3. Quan sát hình 5 và trả lời các câu hỏi. A, điểm C biểu diễn số nào? Các em quan sát điểm C. Điểm C biểu diễn số âm 4, được chưa? Như vậy điểm C biểu diễn số âm 4. B, điểm nào biểu diễn số âm 5? Các em tìm đến số âm 5. Thì chúng ta thấy là đây là điểm D. Vậy điểm D biểu diễn số âm 5. C, điểm nào biểu diễn số 5? Các em tìm đến số 5 và chúng ta thấy đây là điểm E. Như vậy các em trả lời là điểm E biểu diễn số 5. Chú ý, khi nói trục số mà không giải thích gì thêm, ta hiểu là nói về trục số nằm ngang. Ở đây người ta nói là trên trục số hình 5, nói trục số mà không giải thích gì thêm, thì các em hiểu là ở đây là nói về trục số nằm ngang. Tiếp theo các em sang phần luyện tập và vận dụng 2, biểu diễn các số âm 7, âm 6, âm 4, 0, 2, 4 trên một trục số. Nói đến trục số mà không nói gì thêm thì các em hiểu đây là trục số nằm ngang và các em vẽ trục số nằm ngang ra. Bắt đầu là điểm 0. Âm 7, các em biểu diễn số âm 7. Âm 7 là số nguyên âm thì nó sẽ nằm ở bên trái điểm 0. Nó nằm ở bên trái điểm 0. Và cách điểm 0 là 7 khoảng. Được chưa? 1 khoảng này, 2 khoảng, 3 khoảng, 4 khoảng, 5 khoảng, 6 khoảng và 7 khoảng. Thì đây chính là vị trí biểu diễn số âm 7. Được chưa? Âm 6. Âm 6 là số nguyên âm thì nó nằm ở bên trái điểm 0 và cách điểm 0 là 6 khoảng. 1,
2, 3, 4, 5, 6, âm 6. Âm 4 là số nguyên âm. Như vậy nó nằm ở bên trái điểm 0 và cách điểm 0 là 4 khoảng. 1, 2, 3, 4, âm 4. Được chưa? Rồi 0 thì chúng ta biểu diễn đây rồi. 2. 2 là số nguyên dương thì nó nằm ở bên phải điểm 0 và cách điểm 0 là 2 khoảng. 1 khoảng, 2 khoảng. 4. 4 là số nguyên dương thì nó nằm ở bên phải điểm 0 và cách điểm 0 là 4 khoảng. 1 khoảng, 2 khoảng, 3 khoảng và 4 khoảng. Được chưa? Và các em lưu ý thêm là các số nguyên âm thì bé hơn 0 và các số nguyên dương thì lớn hơn 0. Rồi như vậy là bài này hơi dài cho nên thầy giáo sẽ chia làm nhiều video. Các em có thể theo dõi toàn bộ video của chương trình môn toán lớp 2 sách cánh diều được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online Lê Đô bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.